góp ý trước là các Dạ. cô hồi nãy, cô nãy lên mà nói cô Dạ. làm từ thiện đó, cái làm từ thiện mà nhà nước không chấp nhận thì nó có cái nguyên nhân, bởi vì cô đã cái thiện tâm của cô nó có lòng từ thiện đồng quảng đại, cô đã nuôi trẻ, tôi có coi clip cô rồi, nó nuôi trẻ nên rồi làm từ thiện thì cái điều đó nó quá tuyệt vời rồi, rất là hay, mà xã hội này rất là tôn trọng cô luôn, nhà nước cũng rất khen ngợi cô luôn, nhưng mà đối tại sao mà nhà nước không chấp nhận cô là nó đã có nguyên nhân ỷ lại quá đó, tôi có gặp nhiều tình trạng này này, ỷ lại quá nên tôi làm từ thiện mắc mớ gì tôi phải trình chính quyền, không phải vậy nha, mình muốn làm ví dụ mình giờ tôi nó đặt cái với địa phương, nghe nãy là đi nói muốn lợi cái địa phương đi giúp cái chuyện gì đó thì lợi trước mắt là phải trình anh địa phương đó, ở tôi nay tôi lại giúp anh A anh B, tôi cất cái nhà tình thương tình nghĩa tôi cất ngay chỗ đó, nhà nước địa phương nó sẵn sàng ủng hộ cho mình luôn, ví dụ như giờ mình cất cái nhà là 5 triệu có thể nhà nước bỏ ra và chịu tiếp mình luôn, nó nói sự thật á, chứ đừng nói nhà nước nó không chấp nhận không cho này kia, nó không phải, nó không có đúng nguyên nhân, nó có nguyên nhân tại sao người ta không có coi chừng mình quá quá đáng, người ta phủ nhận người ta, Đúng rồi con. nếu là tôi muốn làm từ thiện tôi muốn làm đâu, tôi làm nuôi trẻ tôi nuôi sao, nuôi nuôi trẻ là nó càng khó nữa, cô phải có cái giấy nha, bởi nó làm bác sĩ có giấy bác sĩ nha, còn ví dụ cô vô trường cô phải có cái giấy là dạy học của mình đó, còn cô nuôi trẻ là cái càng khó nữa, bởi vì cô quản lý trẻ cô nuôi phải có giấy tờ đâu đó nhà nước nó công nhận cho cô chứng nhận cô đàng hoàng để cô nuôi nó, hoàn coi cho nó hoàn toàn những trẻ nơi là có xảy ra những chuyện gì đó là cô phải chịu trách nhiệm, nó phải cô muốn nuôi đứa nào cô nuôi ai cho cô nuôi nó có được gì, nó có nguyên tắc là nó vậy đó, sống trong đất nước Việt Nam phải biết cái sự pháp luật của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng của nhà nước, chứ không ai muốn làm mình làm phải đưa tôi thực hiện, tôi muốn cho ai tôi cho, và cô nói ra đây chị góp ý em như vậy phải có cái ý thức là chỗ đó một chút xíu, em được làm như vậy là em hay lắm đó, em tốt lắm đó, như có cái lòng quảng đại là mở ra cái lòng tình tình thương của mình lo cho hết những trẻ em mồ côi rồi giúp những người nghèo đó là quá quý rồi nha, bây giờ cô nói lại giờ qua chuyện đó đây, giờ cô nói là dân cô cho là dân ngu dân điên, cái dân ngu á em thì nước ngoài á mày bỏ một chút đồng tiền về mày mướn dân trong này em phá hoại đất nước phá hoại chủ trương nhà nước lật đổ chính quyền diễn biến hòa bình, tại sao tao nói chuyện giờ tao hỏi lại là trong này tao quen nhiều lắm nè, bữa nay tao gặp đối thủ thằng hai ngon này nè, hai ngon hai ngồi nha, tao gặp đối thủ mày nè, mày theo cái clip tao mãi mãi mày vô tường của tao mày giết tùm lum tà la chống chân nha, bây giờ tao nói là cho tao hỏi mày trả lời cái này đi, ai làm cho đất nước này được hòa bình độc lập em hết bom hết đạn đem sự sống cho nhân dân, mày trả lời tao cái đó đi, ai dẹp hết là chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đánh thằng Pháp đánh Nhật đánh Pháp đánh Mỹ không còn đem lại sự sống cho nhân dân, bây giờ tao tao thấy tao sống cho mày là yên ổn lắm rồi đó, không có cái gì chứ mày thấy hồi xưa đấy, cái thời chiến tranh mày nhìn lại đi, sáng ra là bom bỏ trên đầu, ăn cơm bữa cơm chưa no, có khi dọn lên là bom nó bắn banh ra là cái mâm cơm luôn, có khi nước gãi một cái trái bom cái là chết trên cả nhà luôn, rồi hiện bây giờ tao hỏi mày có yên ổn không, hòa bình không, còn bao que mày trả lời giùm tao cái đi, tao nói sự thật luôn đó, có yên ổn không, có thấy không, mà bây giờ mày muốn diễn biến hòa bình mày nói là đem về đây nha, cứu nhân dân trong này đảng cộng sản cầm quyền đàn áp nhân dân bóc lột nhân dân đem sự sống cho nhân dân lật đổ chính quyền đem lại đa đảng, rồi ai vô đây làm vua, tao hỏi mày ai làm vua, tao không có thấy thằng vua nào đó, ba bốn thằng vua vô đây làm giành đất nước Việt Nam này vậy, toàn là bắt dân Việt Nam làm nô lệ tàn sát nhân dân nha, tao chỉ có thấy thằng đảng cộng sản này nè với Bác Hồ này đem lại sự sống cho nhân dân thôi, tao thấy sự thật, tao nói sự thật luôn đó, mấy mày nhìn kỹ thì tao nói là sự thật luôn đó, mày trả lời tao cái đó đi, rồi đó ai càng bố nhân dân giết nhân dân rồi trong cái nhà tù đó, tao nói lại là mày tao kể cho mày sự thật luôn nha, khi mà trao trả tù binh á, tù chánh trị cách mạng bên đây đi về lớp nào khiên băng ra lớp nào cắn tó quèo quạt hết trơn, còn tù nhân của tụi mày thả ra rồi một cái mập lù đi phơi phới luôn, nhưng rồi bây giờ thực tế còn các nhà tù đó bên Phú Quốc đó mày nhìn đi, có một cộng sản nào mà nó ác nó giết như vậy không, tao từng sống ông già tao từng là quản lý nhà tù tù chánh trị hồi xưa là bắt gián điệp bắt lính của mày chưa bao giờ gỡ động một bạc tay, lao động cái gì đó chiều đó là phải làm cái nồi chè giải lao nấu nồi cháo vịt giải lao,
tụi mày có được vậy không? Tao nói là sự thật luôn đó. Tụi mày tại sao tao nói mà cái tấm con mà Hà My này nó giống cô lắm, bức xúc lên rồi kề không được, không có nhảy nhảy được, chứ cái tụi này không có nhảy nó được. Nó thằng Sơn Tùng mày nghe, nãy giờ tao nghe mày mất dạy lắm đó nè. Hai Ngô nè, thằng Hai Ngô này đấy ha, là nó vô tường cô nó giết tự lừa tà la chỗ chân. Bây giờ mày trả lời tao đi, Hai Ngô, ai làm cho đất nước này được hòa bình hết bơm hết đạn, mày tao trả lời tao cái đó đi. Còn mày nhớ cái thằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa hồi đó mày thấy không, đánh thuê cho thằng Mỹ xâm lược nước Việt Nam, giết dân hại dân không biết bao nhiêu. Mà bây giờ mày thấy đất nước mày càng phát triển không, từ từ càng càng phát triển luôn, dần dần phát triển luôn. Nó qua hòa bình rồi mà để một đống kho tàng lại, nhà cửa tiêu tan đất nước rồi bị cấm vận, rồi tới qua cái vụ mà Trung Quốc đánh rồi Miên nữa, Pol Pot nữa, mày thấy không, dân Việt Nam đi cứu không? Nếu không có là Pol Pot là mày đưa bên Campuchia sống được tới giờ. Mày thấy sự thật mày không quăng lên tinh thần đảng nhà nước này, cái dân này đâu hãy ngô này nó hỏi ngu nữa cô. Hải Ngô này hỏi ngu, ai gây ra chiến tranh? Ông cứu nội mày gây ra chiến tranh cho ai ra? Ai gây ra chiến tranh? Sao mày ngu này? Ngu, hỏi câu ngu bà nội mày luôn. Hỏi ngu. Mày ngu quá, mày đi chết rồi, mày xuống xuống hầm cầu mày chết mẹ nó đi ngay ngon. Ai gây ra chiến tranh? Cái lũ mà nó ngu bà nội lên hỏi tao nói. Tờ luôn á. Cái thằng ngu quá bển nó dạy cho thằng điên, mấy thằng ngu này nè, nó dạy cho mấy thằng điên nè. Bên Việt Nam nào biết là mấy thằng điên bên đây nó làm gì không? Mấy người mà biết lo làm ăn yên kinh tế đó, người ta đâu có giao vô mà đi biểu tình đấu tranh đâu. Tao thấy đất nước yên ổn mà tao đâu làm. Một là ham ăn biết làm nè, xì ke ma tí nè, đó. Tuổi đời nè, đó mấy thằng đó vô đó. À, tôi nói đấy em, đợt này đấy em mà mày vô nữa đấy em, mà ngu đấy em, mày điên nữa đấy em, là mày càng chết nữa. Không. Thế, để tôi trả lời mẹ, con trả lời cho Hải Ngô. Cộng mày nói là cộng sản gây ra chiến tranh, mặt mày ngu mày là dẫn tay sai, mày đánh địch đánh thuê. Nếu như mày già thì cha mày hồi xưa làm tay sai cho Mỹ hả, mày dẫn Mỹ vô hả chiếm đất nước này, giờ cộng sản á, giờ cộng sản mà thống nhất một nước của tụi bay mà còn cái màn sống mà tụi bay mà sủa như này nè, khúc giờ cái cộng sản tụi biết chết từ lâu rồi, nghe chưa? Chứ mày đừng có nói câu đó, mày nói cộng sản gây chiến tranh hả? Giờ cộng sản mà đuổi nha, đuổi Mỹ ra khỏi đấy, ngoài xăm đấy, thống nhất một nước tụi bay mà còn sống tới cái màn này nè, nếu mà còn chiến tranh là tụi bay còn chết. Nhưng tới giờ này tụi bay đừng có nói câu đó, cộng sản là chiến tranh, cộng sản là tấm đất nước của tao, tụi bay thích đánh đó mà, đâu muốn đánh. Bây giờ ngoài xăm vô thì tụi cộng sản phải đuổi ngoài xăm ra ra khỏi đất nước để thống nhất một nước. Hậu công nha, nó ngu bà bố. Ai cũng mỹ rồi bây giờ còn cái câu ngu dữ vậy. Tự nhiên cộng sản tự nhiên đi muốn chiến tranh à? Có thằng nào ngu dữ vậy không? Thì có mày ngu á, mày nói gì vậy? Hỏi mà đứa con nít 3 tuổi nó chưa cho thúi đầu cũng còn hỏi. Mày ngu là thằng Hải Ngô này nó già rồi mà nó ngu hỏi câu ngu. Không biết nữ hay nam à, nó để nữ hay nam. Ngu mà đi chết mẹ nó đi Hải Ngô. Ai gây chiến tranh đó mà tao hỏi mày, ai gây chiến tranh mày không biết hả? Thằng Pháp nghe thằng nó qua nó bắt tay với thằng Mỹ bắt tay với thằng Pháp, nó đào tạo qua chế độ thằng Ngô Đình Diệm á, lên máy chém giết dân á, nó giết nó chặt đầu dân mày biết bao nhiêu cho thằng Ngô Đình Diệm á, rồi tới chế độ Việt Nam Cộng Hòa đánh thuê cho thằng Mỹ á, rồi nhờ Bác Hồ đảng nhà nước này lên mới dẹp hết cái tụi mày, mới được cái hòa bình giải phóng, hôm nay dân mới yên ổn nè. Mày thấy hồi đó là làm gì có chiếc xe đạp nha, bây giờ tại xe hơi không đó. Mày thấy nhiêu đó đi. Rồi hồi đó có cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận không? Đất Trầm Cống có không? Hồi đó đi xuồng đi ghe không? Tao thấy tao nói mày thực tế, cái mày nhìn thực tế đi. Hãy cái não mày ra đi, mày ngu gì vừa đó. Mày được có ham ăn cái đồng tiền đô đấy mà mày ngu. Nói bằng sự thật luôn á. Hỏi một câu nghe đó, ai gây cái chiến tranh? Đã mày hỏi ra, mày hỏi câu đó, mày hỏi ai xâm lược nước Việt Nam? Mày thấy thằng Việt Nam này á, đảng cộng sản có xâm lược nước nào không? Có gây chiến tranh nước nào không? Chủ trương nhà nước đảng cộng sản này tao nói mày á, như một vị Phật luôn đó. Lấy giáo dục bằng chính nha, cho mấy mày biết, không bao giờ đi đánh ai chứ. Mà đánh người ta phải đánh lợi.
giờ vô máy bay cả cái đầu cô Hải Nguyên biết sao, cô Hải Nguyên biết sao, đối với chúng này mình cũng cần giải thích nhiều, bay không công nhận chúng tao cũng không cần, trong dân dân ta công nhận là được rồi, không cần tụi bay, bay không chấp nhận thì tùy tụi bay, bay muốn ở đâu thì bay ở là tùy tụi bay, bay đừng có chìa mỏ, đừng có phá đất nước của tao là được rồi, tụi bay ta không cần trả lời nhiều. Cái tụi này là con biết không, giải thích cho con nghe, cái tụi này là mày hãy nói cho nó biết nha, cái tụi này là dồi bỏ, cái tụi này đã bỏ nước ra đi rồi, nó phản quốc rồi, phản quê hương đất nước rồi, nó phản mồ mả ông cha nó, không có nói nữa, nó cái đầu nó cứng lắm mày, đầu nó cứng không có chống nó hoài nó không có nghe. Tụi này nè, nó không có nghe, dùng cái thứ gì của người Việt Nam nói tiếng Việt Nam, áo đỏ da vàng cũng cùng chung với nhau để phản nước, phản chống nồi, phản quê hương. Bây giờ tao hỏi mày, cái cờ ba sọc mày cắm ở đâu vậy? Hả? Cái cờ ba sọc mày quốc gia nó ở làm chỗ nào? Mày cắm ở đâu vậy? Quốc tế có thừa nhận mày không? Nào mày có à? Cờ cô Hải Nguyên sao? Tụi bay khi nào mà có cắm cái lá cờ của chúng bay hỏi câu thì dễ lắm cô. Khi nào lá cờ ba sọc của chúng bay á mà có cắm trên đất nước nào? Thì tao khi đó tao mới nói chuyện, còn tôi bay chứ có lá cờ của chúng bay chứ có chỗ chỗ cắm thì bay không có tầm cờ nó chuyện cộng sản được, ok nó dễ thì bảy năm rồi nó chết năm 75 rồi đâu còn chỗ nào cắm nữa đâu, còn chỗ nào cắm hết thì tốt nhất đừng có cầm lá cờ đó đi hỏi nhé, mấy người công nhận thì mấy người cứ thờ trong lòng, không có quyền nói về đất nước Việt Nam ha, khi nào có lá cờ của các người có cắm trên lãnh thổ đất nước nào đó thì nó chèn tiếp, còn mà chưa có tổ cấp thì đừng có đem ra cái lá cờ đó mà đi nói chuyện với những người trong đất nước này, ok dễ hiểu chết, đã thua rồi thì mãi mãi thua, không cần họ trả lời cái này à, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc, câu đó dễ trả lời, tôi trả lời luôn rồi, thua thì làm giặc mà, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc, thì tốt nhất không cần hỏi. Khi nào cái lá cờ ba sọc này có cắm trên một cái đất nước nào đó mới có quyền nói chuyện, còn cái lá cờ này chưa cắm ở chỗ nào hết thì cũng có tư cách nói chuyện, đừng có lôi ra cái lịch sử nữa, lịch sử của chúng ngựa của các người đã chết rồi, không có nằm tư cách để đó nói chuyện, ok, lịch sử nó còn dài lại, lịch sử nó còn để lại nhà tù Côn Đảo Trung Quốc đó, nó còn để lại đó, lịch sử của nó đó còn đó, còn lá cờ tụi mày là chết năm 75 rồi nha. Thôi vậy cô góp ý với cháu, mượn những đàn góp ý cháu vô dạ. Nhà mình nha. Rồi dạ. Từ đây tới tháng 9 đó nha. Cô Hải Nguyên. Dạ. Cháu sẽ bắt tay. 2 tháng 9 cô lên thành phố luôn. Cô đón tụi nó luôn. Cô lên chỗ cô đón luôn. Dạ. Đón bắt dạ. Tay với tụi nó. Mẹ mày chí mày tao cho mày. Dân đập mày nè, khỏi thờ công an ở trên. Dân đập mày đó. Tao cho mày biết. Mày đừng có diễn biến hòa bình. Cô chào hết diễn đàn. Cô chào Hà My. Cảm ơn cháu nha. Dạ, 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 cô cảm ơn cô.